Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh báo giá nhanh của Làn Xe Tải. Ngày hôm nay sẽ là một mẫu xe tải 2,4 tấn đủ, K165 đời 2015. Và đây là một chiếc xe tải Kia Frontier K165 đời 2015 tải 2,4 tấn khá phí đến tháng 10 năm 2022. Với mẫu xe này thì anh em hoàn toàn có thể yên trí về thứ nhất là tải trọng, thứ hai về chiều dài thùng và thứ ba là niên hạn nữa. Ba cái điểm này thì nó cũng đã khá là yêu rồi. Với giá thành thì hiện tại cũng đã hạ nhiệt hơn rất là nhiều so với lại đôi ba tháng trước. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang bán mẫu xe này với giá 305 triệu và trực tiếp tại video này thì anh em có thể bớt mạnh mồm cho nó thoải mái. Cứ alo là sẽ có giá tốt cực yêu luôn. Đây là một mẫu xe biển 36C. Đấy, biển 36C. Tuy là biển 36 nhưng nó cũng không mối mọt gì cả đâu. Đó. Và chiếc xe này tổng thành sơn si nó còn sơn zin đến khoảng tầm 90%, tất cả cabin là sơn zin. Đấy, tất cả cabin là sơn zin, thùng có bắn tỉa phía chân. Đấy. Thì đây. Đây là thông tin tải trọng của xe này. Đấy, kính bên phụ là mất rồi. Đấy, kính bên phụ là mất rồi. Kính bên lái thì cũng bị đã bắn mất rồi. Đấy. Nó còn kính bên này thôi. Đấy. Còn kính bên này thôi. Đó. Ba đờ sốc thì có xước sát một tí, mình sẽ làm tương đối cho. Chiếc xe này thì đây mình sẽ ngắm tổng thành cho anh em. Là một chiếc xe không đâm va, cột kèo nguyên. Tất cả cột kèo nguyên đây. Đấy, cột kèo nguyên. Đấy. Cabo zin. Chỉ zin. Cột zin. Đó, nội thất thì còn tương đối. Đây, tất cả phần diềm thùng. Như chiếc xe này phần diềm thùng thì nó cũng không được đẹp lắm. Nó giữ được cái phần từ trên diềm thùng này một tí trở lên thì nó ok, còn nguyên đinh bấm. Còn diềm thùng này thực ra thì cũng là do ở vùng biển cho nên là nó cũng bị ảnh hưởng nước nó tràn ra cho nên là nhiều khi nó bị rỉ. Đấy. Số zin. Những đời 2015 này máy số zin. Được chưa? Lốp dép thì còn được khoảng 80%. Điều hòa nó sàn đầy đủ. Sàn inox. Sẵn chở trâu bò lợn gà thì không cần phải đầu tư nữa, đầu tư ít thôi. Đó. Bửng đít này thì cũng đã sơn lại rồi, bửng đít thì không được đẹp lắm. Tuy nhiên với giá thành hiện tại từ 305 triệu thì sẽ hạ nhiệt xuống dưới 300 triệu cho anh em. Để anh em về tỉa tót cho đẹp. Bên này thì đẹp hơn bên kia này. Đấy. Đó. Sơ cua đầy đủ nhá. Sơ cua đầy đủ. Không bên hai có con 120 Olin. Anh bảo Olin nó không ấy. Olin không thích á? Đương nhiên là Olin thì nó không thể bằng nguyên đai. Nó rẻ hơn nửa tiền. Đây. Tất cả máy đây. Đấy. Đây là cua lốp đây. Cua lốp còn ok. Đấy. Điều hòa công ty. Đấy. Đấy. Con này là máy còn zin, bơm đã ra rồi nhưng máy còn zin. Có thể bỏ ra cân bơm. Đó. Anh ơi. Ok. Thì đó là chiếc xe Kia K165 đời 2015.
Hải 2,4 tấn. Nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm mẫu xe như thế này, alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại hiện trên màn hình. Mình tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip báo giá tiếp theo của Đại Xe Tải vào ngày mai.